Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 6 tháng 9 năm 2024 ạ. Thì tối nay như cô chú anh chị nhìn thấy rồi ạ, bên em đang cập bến ngập nhà luôn. Những cái dòng hàng lan đẹp giá vô cùng là rẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Toàn những cái loại lan mà rất là đáng sưu tầm, những cây hoa sẽ nở hoa xuân hoa Tết rất là tuyệt vời luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc nhé. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho mọi người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng ạ. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái mặt hàng kg hôm nay về rất là nhiều luôn ạ. Đầu tiên thì em vẫn muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng dáng hương đuôi cáo ạ, một cái cây lan mà đặc hữu của vùng Cao Bằng. Thì cái dòng dáng hương đuôi cáo này hiện tại em đang bán cả xỉ cả lẻ luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hàng thì cắt tỉa rất là sạch sẽ luôn, cô chú anh chị nhìn cái bộ rễ cho em ạ. Và cái lô hàng này về thì cây lá ngắn và gần như là không bỏ lá chân, cực kỳ là khỏe cây. Và cô chú anh chị về ghép hay vào chậu hay là lên giò hay là vào vườn thì rất là dôi cây, mà cây rất là khỏe luôn. Và dáng hương đuôi cáo hôm nay với giá là 170 cho 1 kg. Cô chú anh chị lấy lại lượng hàng giá xỉ sẽ có giá khác và đẹp hơn cô chú anh chị nhé. Và hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình thì cô chú anh chị có thể chọn theo lát nữa có thể chọn theo hình để được những hình ưng ý, thì đấy là tùy cô chú anh chị có thể lựa chọn này. Và sang mẹ là dáng hương đuôi chồn ạ, cô chú anh chị nhìn thấy cho em một cái lô dáng hương đuôi chồn hôm nay về đẹp mê luôn ạ. Cây rất là to nhé cô chú anh chị nhé. Nói chung là nó không phải là cái hàng cây khủng, nhưng mà là những cái cây gọi là tầm khá trở lên ạ, gọi là tầm khá trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Mà hàng là xếp cực kỳ là đẹp như vậy. Đó, cô chú anh chị nhận cho em cái lô chồn hôm nay. Và dáng hương đuôi chồn hôm nay thì với giá chỉ có 160.000 trong 1 kg thôi, mà hàng thì rất là đẹp luôn ạ. Và đặc biệt là dáng hương bạch nhạn, cho cô chú anh chị nào đam mê, yêu thích cái dòng hoa màu trắng và đặc biệt là rất là thơm. Hàng về tươi roi rói như thế này này cô chú anh chị. Và dáng hương bạch nhạn hôm nay em bán với giá cũng là 160.000 cho 1 kg. Em bán tất cả các loại lan bán từ 0,3 kg nhé. Dáng hương đuôi sóc đây ạ. Hàng cây to nhé, hàng tuyển cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị đừng so sánh hàng cây to tuyển này với cả những cái cây hàng bé. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái hàng cây to, hàng tuyển từ tầm trung trở lên. Và giá của 1 kg đuôi sóc này là 120.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Hàng về tươi roi rói luôn. Và tiếp sang mè đây là cái dòng lan kim điệp xuân, hay còn gọi là kim điệp giấy ạ. Hoa sẽ nở vào thời điểm Tết với những chùm hoa màu vàng rất là rực rỡ. Mỗi giả hành như thế này có thể cho từ 1 cho đến 2 chùm hoa nhé, 2 cho đến 3 chùm hoa luôn. Kilo hàng về không có nhiều ạ. Và cái dòng lan kim điệp xuân này em bán với giá sẽ là 130.000 cho 1 kg thôi. Hàng đã đứng hết ngọn rồi này cô chú anh chị này, cây rất là mập khỏe rồi. Nên là tại thời điểm bây giờ em cũng đã lựa chọn những cây lan kim điệp xuân. Hàng nói chung là tầm bây giờ cô chú anh chị trồng yên tâm để mình có thể có cây giống đẹp và có thể được thưởng thức hoa xuân. Và bên này đây sẽ là dòng lan kim điệp nhựa cũng vậy. Kim điệp nhựa này cũng là một dòng trong những dòng hoa mà độ bền phải tầm trên 2 tháng. Rất là thơm, cánh hoa như là những cái bông hoa nhựa, dày cộp và rất là bền hoa. Và cũng là một dòng hoa sẽ nở vào thời điểm Tết đó cô chú anh chị. Nên là bây giờ cô chú anh chị mình lấy ạ, là cái thời điểm mà đẹp để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức những bông hoa kim điệp nhựa một cách trọn vẹn nhất. Thì cái dòng lan kim điệp nhựa này hôm nay em cũng chỉ bán có 160.000 cho 1 kg thôi nhá cô chú anh chị nhá. 160 1 kg cái dòng kim điệp nhựa. Và tiếp sang mè đây sẽ là cái dòng kiều vàng ạ, một cái lô kiều vàng đẹp không chê vào đâu được luôn. Tươi roi rói, hàng còn thơm mùi rừng luôn ạ. Và 1 kg của dòng lan kiều vàng hàng hôm nay không quá dài, không quá ngắn, cây đều tăm tắp vô cùng luôn như vậy. Rề thì đều đều luôn cô chú anh chị ạ. Giá 1 kg sẽ là 191 kg. Cô chú anh chị có thể sở hữu những chùm hoa vàng rực rỡ như những chiếc đèn lồng ở mùa xuân. Và sang mè đây sẽ là những cái cây lan sơn thủy tiên này ạ. Sơn thủy tiên với những cái giả hành căng mướt này, cũng có những rề rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Đây ạ, cái dòng sơn thủy tiên. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, hàng cắt tỉa quá
quá là kỹ càng luôn đó cô chú anh chị. Dòng sơn thủy tiên hôm nay xin phép em được bán với giá sẽ là 190.000 cho 1 kg. Cái dòng sơn thủy tiên năm nay thì cũng rất là khan hàng cô chú anh chị ạ, không có nhiều hàng luôn ấy, 190 cho 1 kg. Rất là đợi chờ đặt hàng mãi thì đến hôm nay mới có một cái lô sơn thủy tiên về như vậy. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy hàng rất là đẹp nhé, hàng về tươi roi rói luôn. Và sang bên này đây sẽ là hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hồng duyên dáng. Thì cái hàng này em có bán hàng cân với giá 130 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em. Những cái hình mà rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ, những cái hình rất là đẹp luôn. Cái hình này em gọi là hình số 1 này, 2 dề rất là to, có 3 dề dài nuột như vậy. Cô chú anh chị về chỉ cần gắn vài lần ghim là có giò lan nghệ tâm rất là tuyệt vời rồi nhá. 40.000 ạ, hình số 1, hình số 2 cũng vậy. Những cái dề thân dài nuột luôn như này 40.000, và hình số 3 cũng là 40.000. Nói chung là nghệ tâm thì để mà có được những cái dề như vậy á, là cây dài đẹp như thế này là không hiếm khi luôn cô chú anh chị. 40.000 và hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Em bán 35.000 này cô chú anh chị này. Tiếp sang bên đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây đai châu Thái, hàng bóc trụ của vườn Việt Nam nhé cô chú anh chị nhé. Những cây đai châu Thái, hàng bóc trụ của vườn Việt Nam, dòng châu Thái thì thời điểm hiện tại cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi đấy ạ. Đai châu Thái, hàng bóc trụ của vườn Việt Nam, lác đác một số cây đã bắt đầu là nhú nụ rồi. Một trong những dòng hoa nở, hoa chuẩn Tết nhất trong tất cả những cây lan. Đó, một cặp đôi hình đai châu Thái hình số 1 này, em bán với giá sẽ là 200.000 ạ. Cặp đôi rất là đẹp luôn ạ. Hàng bóc trụ của vườn Việt Nam và không lỗi lá nhé cô chú anh chị nhé. Còn nếu cô chú anh chị mà lấy hàng bóc ở Thái ấy, thì chắc chắn 100% không bao giờ được những cây lan đẹp này, mà ở đây gọi là cái hàng em chọn rất là kỹ thì hàng nó mới không lỗi cô chú anh chị ạ. Hàng thường là hàng bóc trụ nó rất là lỗi luôn ạ. Hình tiếp theo là hình số 2. Hình này thì em bán với giá một cặp đôi này với giá là 190.000 này. Và sang hình số 3 cũng là một cặp đôi phải nói là rất là đẹp luôn. Em bán cặp đôi này với giá 160.000. Và ở đây hàng châu Thái thì nó sẽ sổ ra rất là nhiều những cái mặt bông khác nhau cô chú anh chị ạ. Bên này đây thì em đang có một cái cây đai châu trắng duy nhất nhá chú anh chị nhá. Cây này thì có lá này hơi vàng một chút này. Đó, tổng thể của cây như vậy ạ. Và thời điểm hiện tại thì cây này đang nhú nụ rồi. Và cây châu trắng này thì em xin phép được bán với giá sẽ là 70.000 cho cây châu trắng này nhá. 70.000 ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cũng là dòng đai châu Thái cô chú anh chị ạ. Cái dòng đai châu Thái thì những cái cây đai châu Thái này cô chú anh chị này, những cái cây đai châu Thái này thì hiện tại cũng có những cây đang bắt đầu là em thấy là nứt nụ nhú nụ rồi nhá. Và hoàn toàn những cái cây này là mùa hoa trước là đã cho những chùm hoa rất là đẹp rồi. Nên là mùa hoa tới này thì cô chú anh chị đảm bảo cô chú anh chị rằng là mình sẽ có những cái giỏ lan rất là đẹp đấy ạ. Như cây này năm ngoái cho hai vòi bông rồi cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Năm ngoái cho hai vòi bông rồi nhá cô chú anh chị nhá. Năm nay để em xem là cây đã nhú nụ chưa. Đó, cô chú anh chị thấy là ở cái kẽ lá này này đã bắt đầu nhú hạt nụ hạt gạo ra rồi đấy ạ. Đó, cô chú anh chị thấy ạ. Và một cái cây đai châu Thái này, hàng này hàng mặt hoa sổ số ạ. Đây ạ, nhú nụ luôn này cô chú anh chị này, nhìn rất là rõ luôn. Có những cây đang nhú nụ rất là rõ luôn này. Như cây này hình như đâu là nhú 1-2 nụ gì đó. Em đang bán một cây châu Thái rất là đẹp như thế này, chỉ có giá là 80.000 thôi. Cái dòng châu Thái này nó có thể sổ ra những mặt hoa như là hồng cánh sen này, hay là đỏ sắc pháo, hay là màu đỏ đốm, bò sữa vân vân. Thì cái hàng này là hàng mặt hoa sổ và cô chú anh chị. Dòng châu Thái rất là nhiều mặt bông nhé. 80.000, 85.000 cho một cái cây đai châu Thái to đẹp. Cô chú anh chị bình thường không hoa Tết. Còn bên này đây sẽ là những cây lan nhạn 4N. Chuẩn nhạn 4N luôn nhé cô chú anh chị nhé. Chưa bao giờ rẻ đến như vậy luôn ạ. Và mỗi một cái cây lan nhạn 4N hôm nay em xin phép được bán chiều 120.000 cho một cái cây nhạn 4N xinh đẹp này. Cô chú anh chị lấy cả một cặp đôi để sở hữu ngay một cái giò nhạn 4N xinh đẹp chỉ với giá 240, thay vì bỏ cả tiền triệu ra để cô chú anh chị sở hữu một cái giò nhạn 4N. Và sang bên này đây là những cái lô vanda hôm nay cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Những cây vanda thì đây là cây vanda rừng, hoa sẽ rất là thơm nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng vanda rừng hoa cực kỳ là thơm. Cô chú anh chị mình cùng em lựa chọn những hình vanda rừng của ngày hôm nay. Thỉnh thoảng thì mới có một cái lô hàng về đẹp như vậy cô chú anh chị ạ. Cái hình vanda này em gọi là hình 41 này cô chú anh chị này. Một cái lô vanda xanh mướt luôn, một dạng nữa thôi là cây bắt đầu cho nụ luôn ạ. Hình 41 này em xin phép được bán với giá là 45.000 nhá. Tiếp theo hình 42, một lô rất là nhiều và cây xếp cực kỳ là xinh luôn. Hình này có 4 nhánh thôi mà cây rất là to và đẹp luôn. Lô này em bán 50.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là hình 43.
43 này cũng là toàn những cây xếp thôi đi cô chú anh chị, 45.000 quá mê. Hình tiếp theo là hình 44. Hình 44. Dạ, cô chú anh chị nhìn cho em. Đó, quá là đẹp luôn ạ. 50.000 cho hình này này. Và sang hình tiếp theo là hình số 45 nhá. 45 cả một cái lô như vậy đi ạ. Làm một cái giò đẹp luôn, thơm ngát cả khu không khu vườn luôn. Như đâu đây chỗ này gần như là nó là một dề luôn đấy ạ. Chỗ này em bán 50.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 46 ạ. 46 lô này em bán là 45.000 ạ. Xếp quá đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo là hình số 47, lô này em bán với giá 40.000 thôi này. 48 cũng 40.000 luôn ạ. Dạ. Yeah. Và 49, một lô rất nhiều luôn nhé, 48, 49 này. 49 em bán là 45.000 và 50 cũng bán với giá 40.000 luôn. Và 51 với giá cũng là 40.000 luôn ạ. Và 52. 52 với giá là 45.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cả một lô rất là nhiều luôn, 45.000 cho lô này. Bên này đây sẽ là những cái lô Vanda nguyên bản này. Những dòng Vanda nguyên bản 53. Mỗi dòng Vanda nguyên bản về chỉ việc treo lên thôi cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Đến mùa hoa sẽ cho cô chú anh chị những cái bông hoa thơm ngát luôn. Cái giò khúc Vanda nguyên bản lá xếp với 3 đầu ngọn và nguyên một dề luôn ạ. Cái khúc này em xin phép được bán với giá là 70.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 54. Đây cũng là một khúc Vanda nguyên bản. Này có hai nhánh nhá, em bán với giá là 60.000. Và sang hình tiếp theo là một cái giò Vanda sum suê như thế này đấy ạ. Em bán khúc này với giá cũng là 70.000 cô chú anh chị ạ, 70.000 ạ. Rất là rẻ như vậy. À đây ạ, bên này thì em đang có một cái giò lan đùi gà tròn nhá cô chú anh chị nhá. Khúc giò gà này là gà tròn và là nó là hàng nguyên bản nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Cái giò gà tròn nguyên bản nào này cho cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu này. Với cây lan mọc tự nhiên trên cái khúc gỗ hàng nguyên bản, nguyên dề rất là đẹp như thế này. Xin phép em được bán cái khúc Vanda đùi gà tròn nguyên bản này là 150.000 dạ, 150.000 rất là đẹp luôn. Một khúc nguyên bản rất là hiếm để mà có được cái giò gà nguyên bản như thế này ạ. Và bên này cũng là dòng đùi gà tròn nhé cô chú anh chị nhé. Đây là những cái chậu đùi gà tròn sách nặng chịu tay luôn cô chú anh chị ạ. Nhổ ra có thể cân thì có thể lên đến cả 1 kg luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em chậu gà sum suê cây cao vút mập nú mướt như thế này. Thì một cái giò gà như vậy em đang bán chỉ có 100 bao nhiêu ạ? 160.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Hàng cân thì cũng rơi bán rẻ nhất cũng là 160 rồi, còn đây là hàng thuần. À, một chậu như vậy có thể lên đến cả 1 kg gà. Nếu mà nhổ ra cân thì em đang bán có 160 thôi cô chú anh chị thấy ạ. Quá là tuyệt vời cho những giò gà rất là rẻ như thế này. Tiếp sau này là những cái chậu kiều lộc bắc ạ. Chậu kiều lộc bắc này thì về cô chú anh chị mình có thể kích hoa để nó nở đúng thời điểm Tết luôn đấy cô chú anh chị. Nào. Chậu kiều lộc bắc, chậu có thể nhiều thân, chậu cũng có thể ít thân hơn một chút xíu. Mà chậu mà nhiều ít thân thì nó sẽ rất là mập luôn cô chú anh chị ạ. Và một chậu kiều lộc bắc như vậy em đang để giá có 120 thôi. Dạ, tiếp sang bên đây cũng là cái dòng lan kiều thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu lan kiều tím yên tử rất là đẹp. Ngoài cây lan mang cái sắc hoa tím trong veo tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị, một trong những dòng kiều phải nói là đẹp và giá trị nhất trong tất cả những dòng lan kiều luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu lan kiều tím yên tử ạ, cô chú anh chị có thể thỏa mãn đam mê của mình những cây kiều tím rất là xinh đẹp như thế này. Và giá thì một cây kiều, chậu kiều như vậy giá chỉ 130 thôi. Đặc biệt là một cái lô trầm tím hàng rừng ạ, quá là mướt luôn cô chú anh chị nhìn kỹ cho em ạ. Cái lô trầm quá đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Dòng trầm có lẽ không có loại lan nào thơm hơn trầm ạ. Dòng trầm này hàng trồng sẵn trong chậu nhựa bằng cái giá thể vỏ thông với những cái thân mập nú rất là đẹp như thế này. Đó, thì một cái chậu trầm như vậy giá chỉ có 50.000 thôi ạ. Cô chú anh chị bỏ ra tiền ra là bằng một bát phở thôi. Cô chú anh chị sở hữu một cái giò trầm thơm ngát, trưng trong phòng khách, bàn làm việc, thậm chí trong phòng ngủ. Có một cái giò lan thực sự rất là tuyệt vời để mà thưởng thức. Chỉ với giá tiền có 50.000 ạ. Những cái giò trầm tím hàng này là hàng rừng, được trồng sẵn trong chậu thuần như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Và tiếp sau bên đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng lan, đó là những cây lan cửu bảo tiên lai. Cô chú anh chị nhìn cho em những cây lan phải nói là vô cùng là khỏe và đẹp như thế này. Hàng này thì cô chú anh chị chỉ cần ngắm lá thôi cũng đẹp ạ. Hàng cây lá xếp thẳng tắp luôn và gần như là không lỗi lá nhé. Hàng khi mà nở hoa thì với những cái bông hoa, đây là dòng cửu bảo tiên lai nên cô chú anh chị có thể thấy là nó mang cái vẻ đẹp bông hoa rất là to, cực kỳ là bền hoa của dòng lan cửu bảo tiên. Mày sắc hoa tím của dòng cửu bảo tiên rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Thì một cái chậu lan cửu bảo tiên lai rất là đẹp như thế này, hàng trưởng thành mà cho mình hoa quanh năm luôn ấy ạ.
Em đang bán một cây như vậy với giá chỉ có 140 nhé cô chú anh chị nhé. 140, cái dòng này thì cho hoa quanh năm liên tục, bền hoa và rất là thơm. Chỉ cần một chậu thôi cũng quá đẹp rồi, còn nếu mà cô chú anh chị lấy hai chậu thì thực sự là có một cái tác phẩm đẹp luôn. Còn sang mẹ đây thì em đang có cái cây địa lan quân tử đấy ạ. Những chậu địa lan quân tử hàng đủ trưởng thành để có thể cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp nhất rồi đấy ạ. Chậu có 70.000 thôi, vừa tạo không gian xanh và một cây lan có thể thanh lọc không khí rất là tuyệt vời. Mà đến mùa hoa thì cũng có thể tạo ra những bông hoa, có thể nở ra những bông hoa không kém cạnh bất cứ loại lan nào. Mà một cái cây địa lan quân tử như vậy giá chỉ 70.000 ạ. Sang mẹ đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan trầm rồng đỏ. Dòng trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhé. Có lẽ cô chú anh chị nếu mà chơi lan lâu chắc đã từng mua trầm rồng đỏ với mỗi một thân có thể lên đến cả 300.000 đúng không ạ? Mặt bông của dòng trầm rồng đỏ đây, chuẩn hoa như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Cánh hoa bầu tròn, cái mắt của nó là mắt tím đậm rất là đẹp như thế này. Không khác gì trầm rừng mà thân rất là to. Cái dòng trầm rồng đỏ này, mỗi chậu rơi từ ít nhất là 4 thân trở lên. 4 thân trở lên sẽ có thân ngắn thân dài nhé cô chú anh chị nhé. Chứ không phải là đều tăm tắp bằng như là cái kiểu là bó đũa đâu ạ. Thì một cái giò trầm như vậy em đang để giá chỉ 110.000 thôi. Trong những dòng hoa mà sẽ nở vào thời điểm Tết ạ. Sang mẹ đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi. Không phải tự dưng mà đây cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Dạ, em sẽ quay xa để cô chú anh chị có thể ngắm được cái vẻ đẹp thân lá của dòng trầm cổ này. Cô chú anh chị chăm được thì cây trầm cổ này có thể dài đến cả 2 mét. Và cái lá của nó, thân của nó, hàng lá xếp tăm tắp như thế này này cô chú anh chị này. Và càng về già thì thân nó sẽ càng chuyển sang màu xoắn đỏ. Và khi mà đến lúc mà nó nở hoa thì bông hoa sẽ rất là to và đỏ thắm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan trầm cổ đây ạ, hoa rất là tuyệt vời luôn. Cánh hoa sáp bóng và đỏ đậm, rất là đẹp. Thì một cái giò lan trầm cổ cũng rơi từ ít nhất là 5 thân trở lên ạ. 5 thân trở lên trong một giò siêu đẹp như thế này. Thì một cái chậu lan trầm cổ như vậy em đang xin phép được bán với giá chỉ 130 thôi. Và sang mẹ đây sẽ là những chậu lan giả khao oai. Cô chú anh chị chơi lan lâu thì cũng biết cái giá trị của vẻ đẹp của cây lan giả khao oai rồi. Nó cũng là một trong những dòng hoa nở đúng vào thời điểm Tết luôn ạ cô chú anh chị. Như chậu lan giả Hawaii có thể lên đến cả chục thân. Mỗi chậu có thể lên đến cả chục thân vô cùng là sum xuê như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Nhìn cho em. Đó, chỉ cần một vài bông nở thôi cái dòng Hawaii cũng rất là thơm rồi. Em đang bán một chậu Hawaii như vậy với giá chỉ có 120.000 cho một giò giả Hawaii. Bên này đây sẽ là những giò lan giả Pháp này cô chú anh chị này. Hôm nay em sẽ bán thanh lý xả hàng. Những cây giả Pháp cũng là một trong những dòng hoa mà nó sẽ nở vào thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Mỗi một thân sẽ là một suối hoa luôn. Cái mặt bông giả hạc Pháp này. Đây. Đó, cô chú anh chị thấy ạ. Những cái cây giả hạc Pháp sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Đây là hàng giả hạc Pháp hàng chậu nhá cô chú anh chị nhá. Ngắm cực kỳ là mê với sắc hoa đỏ hồng rất là đẹp như thế này. Đỏ đậm ấy, đỏ rất là đậm ấy. Cái này thì ở bên ngoài nó còn đỏ đậm hơn rất là nhiều. Nó phải như thế này này cô chú anh chị này. Thì một cái giò lan giả hạc Pháp hôm nay xin phép em bán thanh lý xả hàng một bảng như vậy. Một bảng như vậy có thể đâu đấy đến cả chục thân, có thể lỗi trong một bảng có thể lỗi một hai ngọn nào gì đó. Xin phép bán thì chỉ có giá là 90.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây sẽ là những cây lan giả chấp Mỹ ạ. Những cái bông giả chấp Mỹ rất là độc đáo và đẹp, em cũng chỉ có một chậu duy nhất chấp Mỹ thôi. Em bán cái chậu chấp Mỹ này. Chuẩn mặt hoa như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Bầu tròn và cánh hoa chớp rất là đẹp. Thì một trong những dòng hoa không thể thiếu trong những ngày Tết luôn ạ. Em bán một chậu chấp Mỹ như vậy với giá chậu này duy nhất này thôi 100.000. Và bên này thì em có duy nhất một cái chậu trầm DH77 ạ. Chắc là cũng còn rất là lâu nữa thì mới có dòng trầm DH77 này về. Siêu rẻ cho cô chú anh chị mình sưu tầm một chậu duy nhất với giá 90.000 nhá. Và tiếp sau mè đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị. Đó là những cây lan Vanda vô cùng là to và khủng luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em. Ôi, cây nó phải cao khoảng tầm 40 cm nhé. Cô chú anh chị tưởng tượng là 40 cm và rất là nhiều cặp lá. Thì cây nhiều cặp lá như vậy thì cũng có thể là sẽ có 1-2 cái lá nào đó nó bị lỗi. Với dòng Vanda này thì cô chú anh chị biết rồi. Hoa của nó sẽ nở quanh năm luôn ạ. Hoa sẽ nở quanh năm luôn đấy cô chú anh chị. Cây to và cây đang nụ rất là đẹp như vậy nè cô chú anh chị này. Em đang có 3 cái mã màu Vanda để cô chú anh chị mình lựa chọn. Là những cái mã màu mà em chọn lựa từ những cái mặt bông gọi là đẹp nhất và hàng chuẩn hoa nhất này. Mã màu thứ nhất này.
Mã màu ở đây gọi là mã màu 1 nhé, đỏ chấm ạ. Mã màu thứ 2 là cái mã màu panda màu hồng này. Và mã màu thứ 3 sẽ là vàng chấm, rất là sáng và rất là đẹp luôn. Bông hoa ta đùng luôn cô chú ý chị ạ. Đó, hàng thì thời điểm hiện tại nó đang nụ như thế này. Nó đang nụ như vậy nhé cô chú ý chị nhé. Tuy nhiên thì có những cây nụ lớn cũng có thể là nó sẽ bị chột nụ một chút xíu. Và một cái cây panda siêu to khủng như vậy xin phép được bán với giá chỉ có 120.000 cho một cây thôi. Mà hàng này là hàng chuẩn hoa đấy ạ. Hàng chuẩn hoa đấy nhé cô chú ý chị nhé. Màu nào cũng rất là đẹp. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp nhé cô chú ý chị nhé. Ba mẫu màu. Màu 1 này. Màu 2. Và màu số 3. Màu vàng rất là tươi sáng luôn cô chú ý chị ạ. Cái dòng Vanda này thì là một trong những dòng Vanda vừa thơm, bền hoa mà cho hoa quanh năm. Cô chú anh chị chơi Vanda thì biết rồi. Và tiếp sang mẹ đây là những cây lan cắt lại A. Dòng lan cắt một lá bông đại. Và người ta còn ví nó như là nữ hoàng của các dòng lan luôn. Ở đây thì em cũng đang có 3 mã màu để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn nhé. Mã màu này em gọi là mã màu số 1 ạ. Gọi là cái mã màu bông hoa cánh hoa tím chớp, lưỡi tím và cái lưỡi vàng, họng vàng và lưỡi tím ạ. Rất là tuyệt vời, mặt bông quá là độc đáo. Và mặt bông số 2 sẽ là mặt bông Myanmar Sunset, gọi là Myanmar Sunset hay còn gọi là mặt trời Myanmar đây ạ. Bông hoa to, khổng lồ. Cái mắt đỏ rực rỡ luôn như thế này cô chú anh chị nhá. Và có những cái tia vàng như những ánh nắng mặt trời luôn ạ. Và mặt bông số 3 sẽ là cánh hoa trắng và họng vàng. Có 3 cái mã màu như vậy nhá, 3 cái mã màu của cái cây hàng chuẩn hoa như thế này. Hàng này đều gắn tem. Đều gắn gắn tem cả và em sẽ xách ra những cái chậu này cô chú anh chị mình cùng ngắm. Cô chú anh chị có thể sở hữu cho em những cái chậu lan cát rất là tuyệt vời như vậy, chuẩn màu hoa, độc đáo và đẹp như vậy. Với giá một chậu này là 110.000 cho một giò nhé cô chú anh chị nhá. 110.000 cho một cái giò lan với cái mã màu, những cái mã màu vô cùng là xuất sắc. Còn cô chú anh chị lấy cái hàng hoa xổ số thì cây nó cũng như vậy, nhưng mà giá của em chỉ bán có 85.000 thôi. Đó là hàng hoa xổ nhá. Còn tất cả những cây mà hàng đây ạ, có tem, mác đầy đủ hết và chuẩn hoa, giá sẽ là 101. Còn hàng mà không có tem mác và không xác định hoa thì giá 85.000. Tiếp sau mè đây sẽ là những cây lan. Bên này sẽ là những cái cây lan em còn có vài chậu thôi cô chú anh chị ạ. Đây là cây đỉnh đỏ nhé cô chú anh chị nhé, hạt đỉnh đỏ ạ. Một cái lô hạt đỉnh đỏ để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm một cái mặt bông quá là tuyệt vời và khá là hiếm hàng cô chú anh chị ạ. Một cái chậu lan hạt đỉnh đỏ, chậu này gọi chậu số 1, đang có hai vòi bông đẹp như thế này em bán là 130.000 nhá. Chậu tiếp theo, chậu số 2 cũng là một cái chậu lan hạt đỉnh đỏ có hai vòi nụ với giá cũng 130.000 ạ. Chậu số 3 là một cái cây hạt đỉnh đỏ, hàng này thì bị gãy mất cái lá bên trên. Nhưng mà cây hạt đỉnh đỏ này thì thời điểm bây giờ nó đã giòn ra nụ rồi nên là lá cũng không có tác dụng gì nữa đâu ạ. Sau này nó sẽ mọc cây con mới nhá. Chậu này em bán cô chú anh chị mình sở hữu sưu tầm là 90.000. Và chậu tiếp theo là chậu số 4, chậu này em bán luôn với giá 90.000 này cô chú anh chị này. Đó, 90.000 thôi. Và tiếp sau này sẽ là những cây lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Một trong những cái mặt hoa dòng hồ điệp, một cái sự kết hợp phải nói là hoàn hảo vô cùng giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá luôn. Cây thì sẽ rơi từ 2-3 ngồng hoa trở lên nhá. Như cái ngồng nụ mập ú luôn. Chỉ cần một chậu cũng đủ đẹp luôn rồi ạ. Em đang bán một cây hồ điệp lá biên như vậy với giá chỉ có bao nhiêu? 50.000 cho một cây thôi nhá. Còn bên này đây, những cây hồ điệp lá biên là cây rất là khỏe và đẹp như vậy với giá chỉ có 50.000. Còn tiếp sang mẹ đây sẽ là cái dòng lan, cũng là cây lan hồ điệp. Và đây sẽ là dòng lan hồ điệp mãn thiên hồng. Trong những dòng hồ điệp sắc hoa bền nhất trong tất cả những cây lan hồ điệp ạ. Cô chú anh chị của em ngắm một cái cây lan hồ điệp mãn thiên hồng nhé cô chú anh chị nhé. Cây rất là khỏe, cũng với hai ngồng hoa rất là đẹp như thế này, giá cũng là 50.000 ạ. Và ngoài ra thì em còn có một cái mã màu cũng là hoa hồ điệp và hoa của nó sẽ là màu vàng này. Màu vàng công chúa, sắc hoa vàng tươi tắn và cái lưỡi đỏ rất là nổi bật luôn. Chỉ cần một chậu thôi cũng đủ đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Cây cũng rất là khỏe như thế này, giá cũng là 50.000. Đó thì cô chú anh chị lấy muốn lấy cái mã màu hồ điệp nào thì cứ báo em. Dòng hồ điệp lá biên đẹp từ thân lá luôn cô chú anh chị ạ. Tất cả những cây lan hồ điệp với những cái cây rất là đẹp như thế này giá chỉ từ 50.000 thôi ạ. À, em có một vài nhánh cẩm báo, chỗ này thì cũng đủ cô chú anh chị mình có thể làm một giò sinh. Em bán cái lô cẩm báo 3 cây này thì giá là 20.000 này. Và sau này đây sẽ là những cái bảng chồn trắng ạ.
Cô chú anh chị thấy là những cây chồn trắng là không khác gì những cây chồn rừng đúng không ạ? Cây chồn trắng này chính là những cây lan chồn hàng đột biến của rừng và được bên Thái người ta cấy mô nhá, nên là bản chất nó chính là cây rừng, mang một cái hương thơm và một cái vẻ đẹp tuyệt vời của cây lan đột biến, cây chồn đột biến ạ. Chuẩn mặt hoa như thế này nhá, treo bờ rào thôi cũng nở hoa, cây khỏe và đẹp. Một cái chậu lan chồn trắng như vậy, một bảng chồn trắng như vậy em xin phép được bán là 160.000 cho một bảng. 160.000 cho một cái bảng chồn trắng này. Thay vì mua cả tiền triệu đếm lá tính tiền thì những cây lan chồn trắng của rừng thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu cho em những cái bảng chồn trắng hàng chuẩn hoa như vậy với giá chỉ có 160 ạ. Sau này ở đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái bảng long tu xuân. Hàng đảm bảo vô cùng là rẻ, thậm chí rẻ hơn cả hàng kg mà cô chú anh chị mua về tự ghép luôn cô chú anh chị nhá. Cái mùa này thì cô chú anh chị sưu tầm những cây loại lan này thì không phải lăn tăn gì rồi, cây đã bắt đầu đi vào giai đoạn là thắt ngọn rồi đấy cô chú anh chị. Dòng long tu xuân ạ, một trong những dòng lan mà phải nói rằng là có hoa sai bông nhất trong tất cả những cây lan rừng luôn ấy ạ. Đấy ạ. Cô chú anh chị mình có thể cùng em lựa chọn những bảng long tu xuân này để thưởng thức hoa xuân ạ. Hoa đấy ạ, những nơi ấm áp thì những dòng long tu xuân này có thể nở vào thời điểm Tết luôn. Hình này gọi là hình 56, em bán 130.000, hình số 57. 57 đây cô chú anh chị. 130.000 và hình số 58 cũng là 130 nhé cô chú anh chị nhá. Đấy, tùy cô chú anh chị mình lựa chọn. Với một cái giò lan như thế này cô chú anh chị có một cái giò thực sự rất là tuyệt vời để thưởng thức hoa xuân luôn. 59 là 140, một duy nhất một giò 59 là 140 luôn. Thôi, trồng trên cái trụ gỗ như này và thân siêu mập đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo là hình số 60, chậu này 130 và 61 cũng là 61 120 đi và 62 cũng là 120. Và bên này thì em có một cái chậu lan 5 cánh trắng họng tím. Hàng này cũng là một trong những cây lan sẽ nở hoa thời điểm Tết ạ. 5 cánh trắng họng tím, chậu này cô chú anh chị nhìn thấy là 4 thân. Tuy nhiên thì đang có một cái thân nó bị gập gãy ở đây này. Nên sẽ bán chậu này với giá 90.000 thôi cho cô chú anh chị ạ. Chắc chắn rằng khi mà nở hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn. Cái họng tím đậm trên nền hoa 5 cánh trắng thực sự rất là tuyệt vời ạ. Tiếp sau mè đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cây lan hồ điệp trăm hoa cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan hồ điệp trăm hoa. Đây chính là những cây lan hồ điệp hàng rừng. Trước đây để mà sở hữu một cây lan hồ điệp trăm hoa này phải bỏ ra đến cả tiền triệu để sở hữu một cây lan hồ điệp trăm hoa để sưu tầm này. Còn bây giờ thì thực sự cái giá nó đáng để mà cô chú anh chị sưu tầm lắm luôn đấy cô chú anh chị. Mặt bông của hồ điệp trăm hoa, một nhánh nhỏ của hồ điệp trăm hoa với ba lá như thế này mà đến khi nó nở hoa có thể cho cô chú anh chị một cái giò lan đẹp xuất sắc như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Cây rất là khỏe, dễ trồng, dễ chăm luôn ạ, cô chú anh chị ạ. Cây này thì nó khá là ưa khô nhé, cô chú anh chị nhé. Rất là dễ sống và cái dòng lô hồ điệp trăm hoa này về thì vân rất là đẹp luôn ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái hình số này, hình này gọi là hình số 4 này. Cô chú anh chị thấy là hiện tại em đang thấy là những cái rễ có thể có những cái rễ nó non đã bắt đầu bắn ra mới rồi đấy ạ, cô chú anh chị. Cây rất là khỏe cái lô hồ điệp này, vân lá đẹp, bản lá to đùng luôn. Cây hình số 4 này xin phép được bán với giá sẽ là 100. Cây này rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cây này xin phép được bán với giá là 140.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 4 140.000 quá đẹp luôn ạ. À, thôi cây này em bán là xin phép bán là 150 đi cô chú anh chị. 150 nhá. Cây tiếp theo là cây số 5 ạ. Một dề mẹ con. Cái lô này về vân đẹp. Vân rất là đẹp luôn, nó không khác gì cái vân lá của cái cây hoa mẫu mà em đang cho cô chú anh chị xem luôn ấy ạ. Dạ, cô chú anh chị thấy đấy ạ. Nó không khác gì cái vân lá mà cái mặt hoa mẫu em đang cho cô chú anh chị xem đúng không ạ? Đó, vân rất là đẹp. Đó, cây này là cây mẹ con này. Cây này một mẹ một con. Em xin phép bán cây này với giá là 180.000 nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Cây này cũng là một cây ba lá. Bản lá to đùng luôn. Cái lá đằng sau đuôi này nó hơi vàng một chút xíu. Tuy nhiên nó cũng không có sao đâu ạ. Cái hình này xin phép được bán là 130.000 thôi này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7 ạ. Đây, cây số 7 đấy ạ. Cây số 7 này em bán luôn 130 nhé cô chú anh chị nhé. Và cây số 8 đây. Cây số 8 này, cây tươi giói rất là khỏe luôn. Cây này em bán 130 chú anh chị ạ. Và cây số 9 này. Cây số 9 này, một cây duy nhất này thôi. Cây này em xin phép được bán với giá là 80.000 cho cây này. 80.000 nhé cô chú anh chị nhé. Cây này chỉ có hai lá thôi cô chú anh chị để ý kỹ cho em. Và cây số 10 đấy ạ. Cây số 10 rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cây số 10 này em xin phép được bán là 160.000 cho cây số 10 ạ. Và cây số 11 đây ạ. Một mẹ một con.
một mẹ một con nhé cô chú anh chị nhé. Cây này em bán với giá là 180.000. Và sang cây số 12. Cây số 12 đây này cô chú anh chị này. Cây số 12 này em bán với giá là 160.000. Và cây tiếp theo sẽ là cây 13. Cây này hình như em đây thấy là đây là cái vòi nụ của nó rồi đấy ạ. Cây số 13 này có hai lá thôi cô chú anh chị, đang hai lá như vậy thôi nhá. Và cây này thì em xin phép được bán với giá 140.000. Và cây số 14 ạ. Cây số 14 này em bán luôn với giá là 140.000 đi. Còn sang bên này đây sẽ là những hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Thì cáo ấy, em xin phép được giới thiệu nhanh nhé. Em có mặt hàng kg ở đây này. Thoải mái cô chú anh chị mình lựa chọn nhé. 1kg với giá là 170. Mua xỉ giá sẽ cực kỳ là rẻ. Còn sang bên này đây thì em có thể giới thiệu đến cô chú anh chị là những hình cáo. Hình số 15, 4 cây cáo xếp thẳng tắp luôn. Em bán là 150.000 ạ. Và hình số 16, 3 cây cáo xếp V này. Giá là 130.000. Và hình số 17, hình này với giá 120.000. Hình số 18, hình số 18 hình này em bán là 100.000 luôn. Hình này 4 cây nhé. Và hình số 19 cũng là những cây xếp V này. Cây xếp V này em bán với giá là 130.000. Và hình tiếp theo là hình 20, một mẹ với 3 cây con, trong đó thì 2 cây con đã cho hoa. Hình này em bán là 150.000. Tiếp theo một cái hình cực kỳ là đẹp luôn, một hình cáo không bỏ lá chân, cây to rất là đẹp luôn. Cái lô này cô chú anh chị vào một chậu là xung xuê luôn rồi, 130.000. Và hình số 21 ạ. Hình này em bán với giá đây, 14 cây cáo lá xếp như vậy, 130.000. Và hình số 22 ạ. Hình số 22 hình này em bán luôn với giá là 100.000 này. 3 cây nhé cô chú anh chị nhá, là một giỏ đẹp. Và hình tiếp theo hình 23, 4 cây cáo lá xếp này. 4 cây cáo lá xếp đẹp ở đây ạ. 140.000 cho hình này. Tiếp theo sẽ là hình số 24. Cô chú anh chị nhìn ạ. Hình này cây mẹ con rất là to nên là chỉ có 2 cây mẹ con thôi mà cô chú anh chị thấy là nó xanh um hết cả như vậy. 2 cây, một mẹ hai con với giá em bán 120.000. Và sang bên này đây là 3 cây cáo để cô chú anh chị mình có thể về ghép cái thế gọi là thế thác đổ. Đã riêng một cây này thôi vừa rồi đã có hai cái vòi bông rất là đẹp như này rồi. Thì cả một cái khóm cáo, phần cáo 3 cây rất là đẹp như thế này. Cô chú anh chị về ghép trụ thì quá mê. Hình cáo này xin phép được bán là 120 nhé, cô chú anh chị nhé. Bên này là hình 26, cây cáo nguyên bản 2 ngọn với giá 80.000. Và hình số 27, mỗi ngọn cáo, 2 khúc cáo nguyên bản, giá 130.000. Một khúc này là một cây này, hơi bị táp lá một chút ở đây. Và bên này là một cái phần rất là sum xuê, 130.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 29, hình số 28 là mỗi khúc cáo nguyên bản năm ngoái đã cho cái vòi hoa rất là đẹp rồi. Cây này em bán 80.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29, cái chậu này giò này 140. Hình số 30, 140.000. Hình số 31 cũng là 140.000. Và bên này sẽ là những cây lan hài Henry. Cô chú anh chị ngắm cái vẻ đẹp hài Henry ở đây cho em. Quá là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Cây lan hài cực kỳ là bền hoa, hàng thuần sẵn trong chậu rồi. Chậu 32 với giá là 100.000 nhé cô chú anh chị nhé. Quá đẹp ạ. Chậu 33, 90.000. Chậu 34, một hoa với cả một nụ, 110.000. Và hình số 35, 3 nụ với giá 120.000. Và gà trắng 36, 150.000, hàng này chuẩn gà trắng nhé. Trắng họng phớt hồng, hàng ươm ki của nhà em. Và chậu số 37 cũng là 150.000. Và hình số 38, 200.000. Và hình số 39 với giá là 250.000. Và tiếp sau này đây sẽ là một số những đặc sản mà em muốn giới thiệu đến cho quý chị. Đó là cái dòng miến rong. Không ai chê được, cô chú ý chạm cái dòng miến rong. 10 người ăn, 10 người khen luôn. Miến rong phe đén của vùng quê Cao Bằng, núi phe đén. Em bán là 80-100.000 cho một túi 1kg. Miến rong sợi hàng thái tay sợi to nhé cô chú anh chị nhé. Ăn một lần không bao giờ quên được luôn. Giá 80.000 1kg ạ. Miến rong hàng sợi nhỏ, rất là bóng và đẹp như thế này. Dài, để túi dài như thế này. Xin phép bán 1kg này với giá chỉ là 80.000 thôi. Và bên này đây sẽ là cái chè dây với giá là 50.000 cho túi nửa kg. Hàng tự tay nhà em sao và chọn nguyên liệu luôn nên là đảm bảo cô chú anh chị về vệ sinh an toàn thực phẩm nhé. Và sang bên này đây sẽ là rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông đủ size 1234, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 cho kg, dớn vụn 40.000 cho 1kg. Và duy xanh thì 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho cặp Atonic, 12.000 cho một gói Super Thai hormone tăng trưởng, 50.000 cho một lọ, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Và B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000, liền da mỹ tiến 40.000 ạ. Liền da mỹ tiến là 40.000, liền da sẹo đen 55.000, siêu da dễ N3M 30.000,
3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Đặc trị côn trùng cáp tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 và kim kim bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 một gói. Chicho để ma phân bón vi sinh kháng 55.000 một túi, dây bục lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một túi 1kg. Phân dê đã qua xử lý ạ, với giá là 18.000 1kg nhé. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 40.000 ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có đấy ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi nhé. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ. Cô chú anh chị cùng em nhìn lại một lần nữa, rất nhiều những mặt hàng hôm nay bên em đang có với cái giá vô cùng là yêu thương, đúng không ạ?